Xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh đã dự báo hiện vẫn đang tăng cường xuống phía Nam. Trong đêm hôm qua và sáng sớm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, thời tiết hanh khô và chuyển rét với nền nhiệt giảm sâu. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Do mưa nhiều nên mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1. Còn các sông từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông lên trên mức báo động 2. Do vậy, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong thời kỳ này diễn ra khá tốt, trời ít mưa và hanh khô. Riêng ở Nam Bộ trong ngày mai do ảnh hưởng của nhiễu động trên biển nên khả năng sẽ có mưa vài nơi, tập trung ở các tỉnh ven biển phía Đông. Thời tiết về đêm và sáng trên cả hai khu vực này cũng chuyển lạnh dần, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng, đồng thời nên nhiệt độ khu vực dự báo sẽ giảm mạnh và trời rét. Tại Sapa trời không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 10 cho đến 17 độ. Tại thành phố Tam Đảo sẽ có mưa nhỏ và nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Còn tại Điện Biên không mưa, nhiệt độ từ 14 cho đến 24 độ. Khu vực Đông Bắc cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ở khu vực này có nhiều điểm tương đồng với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ. Không khí rét mướt bao phủ lên khắp khu vực, thời tiết hanh khô và ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng chỉ từ 15 đến 18 độ, cao nhất trưa mai không quá 23 độ. Thưa quý vị, mùa hoa tam sắc mạch qua đi, Hà Giang lại khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của hoa cải. Tuy nhiên thì thời tiết lúc này cũng trở nên giá lạnh, nhất là về đêm vào sáng sớm. Do vậy, du khách cũng nên trang bị đầy đủ trang phục để giữ ấm cho cơ thể trong suốt hành trình khám phá của mình. Xuống đến khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, không khí lạnh tăng cường mạnh khiến cho hội tụ gió trên khu vực ven biển miền Trung xảy ra mạnh mẽ. Do vậy mà trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An thì có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ và cao nhất ngày mai từ 25 cho đến 26 độ. Khu vực miền Trung ở phía Nam đèo Hải Vân thì mưa tập trung chủ yếu tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Còn các tỉnh phía Nam sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, cụ thể như là tại Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 22 cho đến 28 độ. Tại Hội An sẽ có mưa to và nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Bà Nà có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 23 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu thì thời tiết chuyển tốt dần, có mưa dông vài nơi. Riêng vùng biển Vũng Tàu sẽ có khả năng có mưa rải rác vào buổi chiều mai. Cùng với gió Đông Bắc có cường độ trung bình cho nên nhìn chung sẽ tương đối thuận lợi cho du lịch. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 24 cho đến 25 độ và cao nhất ngày mai là từ 30 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Tuy nhiên du khách vẫn nên hạn chế các hoạt động khám phá núi rừng, suối thác. Pleiku có mưa, nhiệt độ dao động từ 18 cho đến 27 độ, còn tại Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ là từ 19 đến 27 độ. Tại Đà Lạt không mưa, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 13 cho đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ trời về đêm hầu như là không mưa cùng với nền nhiệt độ hạ thấp khiến cho thời tiết chuyển lạnh. Ban ngày cường độ nắng diễn ra khá mạnh, đồng thời chiều tối mai ở khu vực khả năng sẽ xuất hiện mưa và dông vài nơi. Do vậy du khách nên chuẩn bị thêm ô mũ để ứng phó với những biến đổi trong ngày của thời tiết. Cuối cùng là du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Gió trên các huyện đảo có cường độ trung bình cùng với thời tiết không quá xấu nên sẽ thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và du lịch. Tại Côn Đảo, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 31 độ, còn tại Phú Quốc, nhiệt độ là từ 25 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt.